những con vật hung dữ gieo rắc nỗi kinh hoàng lại tạo ra hứng thú cho nhiều thợ lặn. Các thợ lặn cố tình tìm kiếm cuộc đối mặt trực tiếp với một số loài ăn thịt nguy hiểm nhất của đại dương. Cá mập. Tiến sĩ Eric Ritter là một chuyên gia hàng đầu về hành vi của cá mập và là người ủng hộ sự tương tác của con người và cá mập. Vào mùa xuân năm 2002, ông đã phải trả một cái giá rất đắt cho niềm tin của mình. Một cuộc tấn công dữ dội đã khiến ông suýt bị mất chân và tính mạng của mình. Cá mập thúc đẩy ngành công nghiệp du lịch sinh thái bùng nổ. Từ biển nhiệt đới đến vùng nước lạnh của Tây Bắc Thái Bình Dương, cá mập là ngành kinh doanh lớn. Cá mập ăn điên cuồng. Một cảnh tượng hấp dẫn và đáng sợ. Hàng chục kẻ săn mồi chém và xé mồi bằng những cái răng sắc nhọn. Tuy nhiên, màn trình diễn này không phải là một hành động ngẫu nhiên trong thiết kế lớn của thiên nhiên. Đây là một sự kiện được biên đạo cẩn thận dành cho các thợ lặn. Đó là một giả định hợp lý rằng hầu hết mọi người sẽ tránh tiếp xúc có chủ ý với cá mập. Tuy nhiên, nhiều thợ lặn vẫn tương tác với loài vật này. Tin hay không, cuộc chạm trán với cá mập đang trở thành một trong những điểm thu hút phổ biến nhất trong thể thao. Trong số tất cả cá mập, một loài vượt hẳn lên trong trí tưởng tượng của chúng ta. Cá mập trắng lớn. Mặc dù số người tử vong đã giảm, nhưng nỗi kinh hoàng vẫn còn đó. Kể từ buổi bình minh của thời gian, mọi người đã sợ hãi cá mập. Nhưng theo một ý nghĩa sâu xa, chúng ta hâm mộ chúng. Chúng ta bị chế ngự bởi những kẻ săn mồi. Sự quyến rũ này là nguồn cảm hứng cho việc lặn tìm cá mập. Mũi hảo vọng. Với một trong những vùng biển nguy hiểm nhất trên trái đất, các cơn bão mùa đông tràn đến từ Nam Cực và tàn phá bờ biển. Các bờ biển lượn sóng cung cấp nơi ẩn náu cho hàng chục ngàn con hải cẩu Nam Phi. Trên mặt đất, chúng rất vụng về và chậm chạp. Dưới nước, các con hải cẩu nhanh nhẹn tỏ ra háo hức để thể hiện kỹ năng nhào lộn của mình. Nhưng những vùng biển này không an toàn ngay cả cho những con chim cánh cụt nhanh nhẹn nhất. Đây là nơi săn bắt của cá mập trắng lớn.
Tại làng đánh cá Ganbasai, cá mập trắng giúp thúc đẩy ngành du lịch lặn. JP Botta và Andre Hartmann điều hành Marine Dynamics, một trong những công ty du lịch lặn với cá mập thành công nhất trong nước. Trước đây cả hai đều là những ngư dân, nhưng với những mẻ cá ngày càng thu hẹp lại, họ đã chuyển hướng sang du lịch sinh thái, đặc biệt là du lịch cá mập. Kế hoạch kinh doanh của họ rất đơn giản, chờ đợi thời tiết tốt, chở du khách ra biển và đưa họ lại gần những con cá mập trắng. Ngành du lịch lặn với cá mập trắng ở Nam Phi bắt đầu vào đầu những năm 90 ở Ganspai. Ban đầu chỉ có 3 nhà khai thác. Sau đó đến thời điểm này đã tăng lên đến 8 nhà khai thác. Ban đầu đã có phản ứng dữ dội. Mọi người thực sự quan ngại rằng số lượng các vụ tấn công của cá mập sẽ tăng lên do hoạt động thương mại thu hút cá mập. May mắn là điều đó đã không xảy ra. Hoạt động này không nhất thiết dẫn đến nhiều cuộc tấn công hơn của cá mập. Và tất nhiên, các số liệu thống kê cũng cho thấy số lượng các vụ cá mập tấn công không tăng lên. Nền kinh tế địa phương đã được hưởng lợi khá lớn từ du lịch cá mập. Ngành này sử dụng khoảng 40 đến 50 người và những người này tiêu tiền của họ trong các doanh nghiệp địa phương. Vì vậy, có nhiều lợi ích phát sinh từ ngành du lịch lặn với cá mập. Để thu hút cá mập, đầu tiên Andre Hartmann thả vào nước một hỗn hợp của máu và các mẩu cá. Mùi gan cá mập bò đặc biệt hấp dẫn đối với cá mập trắng, dụ chúng về phía đuôi tàu. Andre cho thấy một hiện tượng bất thường. Một ngày nọ, khi đẩy một con cá mập sang một bên, anh phát hiện ra rằng con vật trở nên giống như bị rối loạn tâm lý. Mí mắt của nó sụp xuống. Nó nổi lên khỏi mặt nước, há to miệng và hất hàm. Các hành vi lạ thường dường như có liên quan đến các cơ quan cảm giác trong mũi và miệng của chúng. Việc ta chạm vào chúng trong giây lát làm rối loạn các giác quan của chúng. Hầu hết khách hàng xem cá mập từ khu vực an toàn của một chiếc thuyền hoặc từ một cái lồng bảo vệ. Nhưng một số người dũng cảm trả thêm tiền để mạo hiểm xuống nước mà không có lồng bảo vệ. Ở bề mặt, Andre Hartmann hoạt động như một thợ lặn đảm bảo an toàn và đôi khi mới xuất hiện. Đừng làm việc này ở nhà. Dưới đáy biển, Hartmann thận trọng thả máu cá. Một con cá mập trắng dài 4,5 mét nhanh chóng xuất hiện. Chúng tôi ở dưới nước trong khoảng 40 phút. Chúng tôi bắt đầu cảm thấy lạnh. Nhiệt độ nước rất lạnh. Khi bạn nhìn qua màn hình nhỏ và cố gắng giữ khung hình, thì con cá mập này đột ngột xuất hiện, ngày càng to hơn và lấp đầy khung hình. Thực sự là rất ấn tượng. Con cá mập bơi vòng quanh chúng tôi vài lần, nhìn chúng tôi, xem xét chúng tôi, sau đó vượt qua phía dưới và đến thẳng chỗ camera. Do chúng không có tay để kiểm tra, nên những gì chúng phải làm là cắn một cái gì đó.
thật không may vì kích thước khổng lồ và sức mạnh to lớn của chúng. Khi chúng cắn bạn, ngay cả chỉ cắn thử, bạn vẫn cảm thấy đau. Cá mập cho thấy các dấu hiệu gần đây của hoạt động giao phối. Những vết sẹo sâu ở bên sườn cho thấy một vết cắn từ một con đực rất lớn. Chúng ta chỉ có thể suy đoán về kích thước của con vật đã gây ra những vết thương này. Ở Bahamas, hơn 100 con cá mập xuất hiện để kiếm ăn. Nhưng làm thế nào bạn thoát ra khỏi đám đông điên cuồng đó? Ở mũi phía bắc của Bahamas, 100 dặm về phía đông của bờ biển Florida, là hòn đảo Walker Keys. Một điểm đến câu cá thể thao nổi tiếng và phục vụ hàng ngàn du khách mỗi năm. Với các phần cá thừa, nhà tiên phong lặn với cá mập Gary Atkinson tìm ra cách mới để tận dụng những phế thải này. Tại vị trí lặn, thuyền trưởng cho động cơ của thuyền gầm rú. Tiếng ồn là một tín hiệu báo cho cá mập rằng sắp có thức ăn. Khi khối mồi đông lạnh chìm xuống, chỉ vài chú cá mập tỏ vẻ quan tâm. Các loài cá khác cũng nhanh chóng tận dụng bữa ăn miễn phí. Bữa tiệc dần trở nên sôi động với vài yếu tố kích thích. Sự rung động và lắc đầu của những con cá đầu tiên đang ăn, dấu vết mùi và những hình ảnh rung động. Tất cả kết hợp để kích thích cá mập. Khi mồi rơi xuống, nó sẽ rơi đến đáy. Cá mập sau đó tranh giành thức ăn còn lại. Một số cuộc tấn công của cá mập được công bố vào năm 2001 đã tạo ra mùa hè của cá mập. Nghỉ đêm, những vết cắn và hình ảnh cá mập trở thành tin tức trên trang nhất. Chìm trong sự cường điệu là một thực tế. Là năm đó có ít cuộc tấn công hơn so với năm trước. Trên toàn thế giới chỉ có 4 người chết do cá mập vào năm 2001. Mùa hè của cá mập đã làm thay đổi nhận thức của công chúng, trở về những năm 70 của bộ phim Hàm cá mập. Cách đây hơn 1/4 thế kỷ kể từ khi bộ phim này không tử tế với cá mập, số lượng cá mập đã giảm từ 50 đến 90%. Sự căng thẳng về số lượng của chúng chủ yếu do việc đánh bắt quá mức.
Các quy định liên bang hạn chế việc đánh bắt cá mập ở vùng biển Hoa Kỳ, nhưng các con vật bị săn bắt không ngừng ở nhiều nơi trên thế giới. Dụng của chúng vẫn được coi là hỗ trợ điều trị ung thư và nhu cầu về súc vây cá mập ở châu Á, thúc đẩy hoạt động đánh bắt cá mập. Một trong những mục tiêu chính của các nhà khai thác dịch vụ lặn như Gary Atkinson là làm tăng nhận thức về hoàn cảnh của cá mập thông qua sự tương tác với động vật trong môi trường sống tự nhiên của chúng. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất là mọi người học được càng nhiều càng tốt về một loài vật mà thực sự đã bị hiểu lầm. Khi làm công việc này và cố gắng giáo dục mọi người, hy vọng ngăn chặn được việc tàn sát cá mập, tôi cảm thấy những gì chúng tôi làm có ý nghĩa to lớn. Lý do chúng tôi làm việc này là để mọi người nhận ra những điều hoang đường. Mọi người đột nhiên nhận thấy khi họ xuống đây với 100 con vật và tôi thì vẫn an toàn. Họ có thể không còn lo lắng cho tôi nữa. Và họ bước đi với một trải nghiệm hoàn toàn khác, phong phú hơn so với những gì họ nghĩ sẽ nhận được khi lần đầu tiên đến đây. Nếu cá mập không phải là kẻ xấu, tại sao chúng tấn công và gần như giết chết một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất của chúng? Tiến sĩ Eric Ritter là chuyên gia hàng đầu về hành vi của cá mập và là một điều tra viên pháp y về các cuộc tấn công của cá mập. Ritter đã góp phần giúp thay đổi nhận thức phổ biến về cá mập, như là nỗi kinh hoàng của biển cả, thành một loài quan trọng xứng đáng được bảo vệ. Trong hai thập kỷ qua, Eric đã giới thiệu với hàng trăm sinh viên, nhiếp ảnh gia và nhà sinh học về cá mập. Với niềm đam mê mãnh liệt đối với các con vật này và hoàn cảnh của chúng, ông là một trong số ít các nhà nghiên cứu dám tự do bơi với cá mập nguy hiểm. Ritter hoạt động bên ngoài lồng bảo vệ. Những gì tôi đang nghiên cứu là ngôn ngữ cơ thể của cá mập. Tôi quan tâm đến việc cá mập thể hiện ý định của chúng khi tiếp cận con người như thế nào. Tương tác giữa cá mập và con người là một lĩnh vực rất mới, nhưng rất có thể là lĩnh vực cần thiết để tìm hiểu về những con vật này. Chúng ta không thể quan sát chúng bằng cách ngồi trên thuyền, ngồi trước bể cá. Chúng ta phải tương tác với chúng. Lý thuyết chính của tôi là cá mập có thể dự đoán được như chó, vẹt, mèo, những con vật mà chúng ta cảm thấy thoải mái, quen thuộc. Chúng ta không quen với cá mập, chúng ta phải cho chúng cơ hội để tương tác với chúng ta. Trong một thí nghiệm duy nhất tại Walker Keys, Gary Atkinson và tiến sĩ Ritter thu hút một nhóm cá mập to lớn đến vùng nước nông. Một trong những lý thuyết gây tranh cãi nhiều nhất của Eric là các loài động vật nguy hiểm như cá mập bò và cá mập chanh không có xu hướng tấn công con người ngay cả khi được dụ dỗ bằng mồi. Anh tin rằng các vụ tấn công gây ra bởi sự tò mò hoặc nhầm lẫn và nên được dẫn chiếu đến một cách hợp lý hơn như là tai nạn cá mập. Hơn 80% nạn nhân bị tấn công vẫn sống sót, chủ yếu là vì cá mập nhận ra sai lầm của chúng và không trở lại cho một lần cắn thứ hai. Ritter mô phỏng các tình huống tấn công thông thường như tấn công người bơi lội trong nước cạn và những người đánh bắt cá ở vùng nước sâu. Trong suốt các thí nghiệm của mình, các xác cá được ném vào lưới rất gần nơi anh đứng hoặc bơi. Kịch bản tai nạn thường gặp nhất là thông qua hành vi thăm dò, có nghĩa là con vật nhìn thấy chúng ta không phải như một con người, mà là như một đồ vật. Một số yếu tố kết hợp với nhau, ví dụ như âm thanh, mùi, chuyển động của vật thể. Cá mập là những động vật rất tò mò. Chúng có mức độ dò dự rất cao.
Nhưng nếu sự tò mò của chúng thắng thế, chúng có thể ngoạm lấy một đối tượng chỉ để thử xem vật đó có thể là gì. Vì vậy, đó là lý do tại sao trong những trường hợp hiếm hoi, chúng vẫn đớp lấy con người. Vào mùa xuân năm 2002, sau gần 2 thập kỷ và hơn 1.000 lần lặn với cá mập nguy hiểm, vận may của Eric cuối cùng đã hết. Anh bị một con cá mập cắn vào chân. Một nhà báo đi cùng Eric đã hồi hộp, khuấy động các mảnh vụn, làm giảm tầm nhìn. Nhanh chóng, tình hình trở nên nguy hiểm. Một con cá mập cái lớn đã tấn công Eric. Điều gì dẫn đến cú cắn này trong một tình huống chung mà chúng tôi đã trải qua hàng trăm lần? Người bên cạnh tôi không đứng yên như tôi đã nói với anh ta. Anh ta đi tới đi lui, do đó đã khuấy động nhiều cát. Vì vậy, tầm nhìn của chúng tôi bị giảm đi. Nên chính chúng tôi đã gây ra tình huống này, chứ không phải con vật. Lần thứ hai tôi bị cắn, tôi đã nâng ngay chân lên vì tôi phải thoát khỏi miệng nó. Vấn đề là nếu có một con vật nặng 200kg gắn chặt với bạn thì hầu như bạn không thể làm gì. Bạn không thể đánh đuổi nó. Rồi nó bỏ đi. Tôi nhìn vào chân mình, nhận ra cái chân không còn lại nhiều. Và điều thứ hai tôi biết là mình sẽ chết trong vòng 2 hoặc 3 giờ tiếp theo, vì tôi đã nhìn thấy nhiều người bị thương như thế này. Eric đã may mắn, một chiếc máy bay nhỏ và phi công ở trên đảo vào thời điểm tai nạn. Trong vòng 30 phút sau khi bị cắn, anh đã trên đường đến West Palm Beach, nơi một nhóm các bác sĩ đang đợi. Anh gần như chết vì mất máu. Sau khi ổn định lại, có vẻ anh sẽ bị mất chân. Nhưng bác sĩ phẫu thuật có tay nghề đã cứu được nó. Lòng quyết tâm sẽ thúc đẩy sự hồi phục một cách đáng kinh ngạc. Các ca phẫu thuật thẩm mỹ bổ sung và ghép da giúp khôi phục lại chân cho anh. Lần đầu tiên tôi trở lại nhảy xuống mặt nước là khoảng 4 tháng sau khi bị cá mập cắn. Vết thương đã lành đến nỗi tôi có thể ở trong nước 15 đến 20 phút. Vì vậy, khi có cơ hội đầu tiên, tôi đã nhảy ngay tại chỗ mà tôi đã bị cá mập cắn. Tôi muốn mọi người nhìn thấy những con vật này theo cách tôi nhìn thấy chúng. Tôi còn thấy rõ ràng hơn về những gì chúng ta cần phải làm. Chúng ta phải tiêu diệt điều hoang đường, hình ảnh xấu của những con vật này, mô tả chúng theo cách đúng như thực tế. Chúng hấp dẫn, vô cùng thông minh và tò mò. Vì vậy tôi trở lại xuống nước. Tôi tương tác với cá mập nhiều hơn bao giờ hết. Tôi muốn nói rằng tôi sẽ làm việc này cho đến hết đời. Sức thu hút phát triển nhanh nhất và phổ biến nhất đối với khách du lịch lặn biển là gì? Một hòn đảo khác ở Bahamas là tâm chấn của ngành du lịch lặn với cá mập. Tại New Providence, hàng chục hoạt động lặn biển dựa vào cá mập như là điểm thu hút chính cho du khách. Đối với cá mập, những gì chúng tôi không muốn các bạn làm là bơi bằng tay. Những con cá mập này bị thu hút bởi sự chuyển động nhiều hơn so với máu trong nước. Không giống như khi thả mồi ở Walker Key, cá mập ở đây được cho ăn bằng tay hoặc bằng một thanh thép. Người lặn với cá mập sử dụng bộ đồ hộp xích giúp ngăn chấn thương. Nhưng một vết cắn vẫn có thể làm tổn thương.
Phần khó khăn ban đầu là giữ cho con vật hiếu kỳ tránh xa mồi. Giống như những con lợn ở bên máng, chúng xô đẩy nhau giành vị trí. Sau khi sử dụng một cái gậy, khách lặn di chuyển về phía thợ lặn và cho cá mập ăn bằng tay. Đối với khách hàng, hành động cận cảnh này với cá mập thực sự ấn tượng. Tôi đã khá thoải mái ở đó cho đến khi cá mập thực sự đến gần. Tôi đã khá hồi hộp. Tôi luôn nghĩ rằng chúng khá hung dữ, nhưng xuống đó hôm nay trong khi họ đang cho chúng ăn, trông chúng như những gã khổng lồ nhẹ nhàng ở đó. Lần lặn này thực sự thú vị. Tôi chưa bao giờ ở gần cá mập như vậy. Những lần lặn khác tôi đã nhìn thấy chúng từ xa, nhưng chưa bao giờ quá gần. Hầu hết các cuộc chạm trán với cá mập xảy ra ở vùng biển nhiệt đới, nhưng những con vật nào ẩn náu dưới biển sâu lạnh giá? Lặn với cá mập không chỉ giới hạn ở vùng nhiệt đới hoặc vùng nước nông. Trong vùng tối lạnh lẽo của biển sâu có một gã khổng lồ bí ẩn, cá mập sáu mang. Những thợ săn cổ xưa không thay đổi kể từ khi loài khủng long còn đi lang thang trên trái đất. Chúng sống ở dưới sâu. Những hóa thạch sống này có thể đạt chiều dài trên 6 mét. Chỉ có một vài nơi mà cá mập sáu mang được nhìn thấy thường xuyên trong vùng nước nông. Vùng Puget Sound của bang Washington và bờ biển Thái Bình Dương của Canada. Một trong những nơi tốt nhất để chụp ảnh và nghiên cứu cá mập là đảo Hornby của British Columbia. Rob Zelensky và Amanda Hitch điều hành một doanh nghiệp lặn biển trên đảo Hornby, và cá mập sáu mang là điểm thu hút đầu tiên của họ. Mặc dù biển lạnh, cá mập vẫn có sức thu hút rất lớn. Lý do chính khiến người ta đến Hornby là để xem cá mập sáu mang. Chúng thực sự thu hút mọi người đến đây vào mùa hè. Chúng tôi phục vụ cho khoảng 500 du khách lặn trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 9, và tất cả những người đó đều có ý định nhìn thấy cá mập sáu mang nếu họ may mắn. Đảo Hornby là một địa điểm duy nhất ở chỗ. Nó là một trong số ít nơi trên thế giới mà chúng ta có thể quan sát cá mập sáu mang trong vùng nước khá nông. Trong nhiều trường hợp, chúng được tìm thấy ở độ sâu vài trăm mét, nơi con người không thể xuống được. Các du khách lặn biển thể thao đến đây, cũng như các nhà khoa học, các nhóm làm phim, các nhiếp ảnh gia, những người mới có cơ hội để xem cá mập sáu mang trong môi trường sống tự nhiên của nó. Nhà nghiên cứu tiến sĩ Robert Dunbrack thuộc Đại học Memorial của Newfoundland tìm kiếm các đầu mối về hành vi và đặc điểm sinh học của những con cá mập bí ẩn này vào mùa hè trên tàu nghiên cứu Starwick. Dunbrack đi đến hòn đảo nhỏ bé Flora. Cá mập sáu mang và những thói quen khác thường của chúng đặt ra nhiều câu hỏi hấp dẫn. Thử thách đầu tiên chỉ đơn giản là tìm thấy những con vật hay lẩn tránh này.
Nó đã khó khăn hơn nhiều so với những gì chúng tôi nghĩ ban đầu khi làm việc với cá mập sáu mang. Chúng tôi nghĩ rằng chỉ cần lặn xuống là sẽ thấy cá mập sáu mang ở đó để chúng tôi có thể quan sát hành vi của chúng theo cách mà chúng ta có thể làm với những con gấu Bắc Cực hay những động vật có vú trên cạn. Địa điểm nghiên cứu mà chúng tôi lựa chọn nằm trên đảo Flora. Chúng tôi đã dành vài ngày trên tàu nghiên cứu để tìm cá mập nhưng không thấy gì. Sau đó chúng tôi chuẩn bị đi tìm một địa điểm khác, nhưng trong lần lặn cuối cùng chúng tôi đã thấy 8 con cá mập. Ngay khi đó chúng tôi đã quyết định rằng đây là nơi để làm việc. Câu hỏi chưa được trả lời về những con cá mập này, tất nhiên là tại sao chúng lại đi vào vùng nước nông. Chúng là loài cá mập nước sâu, hầu như được biết đến ở khắp các đại dương trên thế giới, nhưng chỉ ở các vùng nước sâu. Một điều kiện tự nhiên để kết luận là chúng đến để kiếm ăn, vì hầu hết thời gian các con vật phải tìm kiếm thức ăn. Dan Brack nhanh chóng nhận ra rằng việc quan sát trực tiếp động vật này là rất khó khăn. Độ sâu và thời gian hạn chế, nước lạnh và dòng chảy. Cuối cùng, việc tìm kiếm những con cá mập trên dạng san hô dưới sâu là một nhiệm vụ khó khăn. Để hỗ trợ nghiên cứu của mình, ông đã nghĩ ra hai phương pháp khéo léo, đơn giản để quan sát và ghi lại những con cá mập sáu mang và hành vi của chúng. Chúng tôi đã xây dựng một hệ thống video cho phép chúng tôi đặt máy quay xuống. Nó chụp các hình ảnh, 4 khung hình mỗi 10 giây hoặc lâu hơn. Để làm một bộ phim, chúng tôi có thể mất từ 2 đến 3 tuần, tùy thuộc vào thời điểm của năm. Đó chỉ là một hệ thống ánh sáng ban ngày. Chúng tôi cũng đã thiết lập một hệ thống âm thanh, bao gồm 2 máy quay video được nối trực tiếp với thiết bị trên bề mặt. Chúng bao quát cùng một khu vực, chúng hướng xuống dưới thành đá ngầm, và vì vậy cá mập sẽ bơi bên dưới 2 camera này. Dựa trên hình học của camera, chúng tôi thực sự có thể đo được kích thước của cá mập khi chúng bơi qua bên dưới và tốc độ bơi của chúng. Rất tốt, khoảnh khắc của sự thật. Đầu mùa hè, Dan Brack đã khám phá ra một điều gây tò mò. Những con hải cẩu và sư tử biển là con mồi cho cá mập lớn, đang tương tác với cá mập sáu mang. Màn hình video và máy quay cho thấy hành vi gây sửng sốt này. Cái gì kia? Bây giờ thú vị đây. Một con hải cẩu ở đó đang đuổi theo nó. Tôi không thể tin điều này. Thật là tuyệt vời. Hải cẩu ở ngay bên dưới con cá mập kìa. Cá mập sáu mang không được biết là có ăn hải cẩu hoặc sư tử biển không. Dường như những động vật có vú này chỉ đơn giản là tò mò về vị khách to lớn. Trong những năm gần đây, các hóa thạch của những họ hàng tiền sử của cá mập sáu mang đã được phát hiện trên đảo Hornby. Hơn 25 loài cá mập nước sâu chủ yếu từ kỷ phấn trắng đã được xác định từ tản tích hóa thạch. Các răng cá mập hóa thạch rất phổ biến nhưng chúng thường được cho là của loài ở nước nông. Những manh mối khó hiểu này cho thấy cá mập sáu mang và nhiều loài cá mập nước sâu thường xuyên vào vùng nước nông. Trong một khu vực nhỏ, nơi chúng tôi quan sát những con cá mập đang bơi, có những hóa thạch của cá mập đã hơn 65 triệu năm. Nhìn vào những chiếc răng của chúng, hầu như không thể phân biệt được với răng của những con cá mập ngày nay. Trong vòng 100 triệu năm qua, có lẽ chúng đã không thay đổi gì nhiều.
Với sự sụp đổ của nhiều nguồn cá thương mại truyền thống, cá mập sáu mang được xem là một nguồn cá mới. Nhưng với ít hiểu biết về số lượng loài này, tỷ lệ sinh sản và tốc độ sinh trưởng của chúng, kế hoạch này đã bị đình lại. Cố gắng để đánh bắt một loài như cá mập sáu mang là một vấn đề rất nan giải. Đó là một loài cá lớn, chắc chắn là sống lâu. Tỷ lệ sinh sản rất thấp, do đó tỷ lệ khai thác bền vững cũng sẽ rất thấp. Vì vậy, một con cá mập to lớn có thể sống đến 60 tuổi, chỉ có thể đem lại số tiền nhỏ, trong khi chúng ta biết rằng loài này có thể mang lại hàng triệu đô la mỗi năm cho ngành du lịch lặn. Càng nhiều người tương tác với cá mập một cách thụ động như các thợ lặn và có được những trải nghiệm tích cực thì sẽ càng tốt cho loài cá mập. Mặc dù nhiều câu hỏi chưa được trả lời và một tương lai không chắc chắn, cá mập sáu mang gợi nhiều cảm hứng cho các nhà khoa học và thợ lặn. Thật khó để diễn tả cảm xúc mà bạn có khi bạn gặp chúng lần đầu. Việc này giống như khi bạn đang đi lang thang trên bãi biển thì bỗng ngờ nhìn thấy những con voi và những con lười khổng lồ từng sống ở đó 12.000 năm trước. Nó như quay trở lại thời gian khi các con vật to lớn hơn và nhiều hơn sống trên những dải đá ngầm. Hầu như chúng ta chưa biết gì nhiều về loài vật này, nên việc tìm hiểu về chúng sẽ rất hữu ích. Những cuộc chạm trán với cá mập không phải là lĩnh vực độc quyền của thợ lặn và các nhà sinh học biển. Động vật này cũng là điểm thu hút hàng đầu trong các vườn thú và bể cá. Sự say mê của công chúng với cá mập có nguồn gốc sâu xa. Mọi người ở mọi lứa tuổi đều bị mê hoặc bởi những con cá mỡ màng và mạnh mẽ này. Tại khu nghỉ mát Atlantis trên đảo Paradise ở Bahamas, cá mập là đối tượng yêu thích của đám đông. Bạn thậm chí có thể trượt xuống dốc nước hoặc trèo bè giữa bể cá mập của người Maya. Tôi nghĩ lý do tại sao mọi người bị cá mập thu hút là bởi vì nhiều người không biết về cá mập. Họ có rất nhiều quan niệm sai lầm về cá mập. Họ nghĩ rằng cá mập là những động vật to lớn, đáng sợ. Và ngay khi bạn rơi xuống mặt nước, chúng sẽ tấn công bạn. Về mặt kinh tế, cá mập sống có giá trị hơn cá mập chết vì chúng thu hút khách đến đây. Họ muốn nhìn thấy cá mập và nó cũng cho thấy một giá trị giáo dục vì sẽ dễ dàng hơn nhiều để dạy cho ai đó về cá mập và giá trị của chúng nếu họ thực sự có thể nhìn thấy những con cá đang sống. Tôi nghĩ mọi người đánh giá cao điều đó nhiều hơn so với việc nhìn thấy một mẫu vật hoặc một bức ảnh trong một cuốn sách. Một đợt tấn công cá mập ở Florida và Hawaii đã khiến các nhà chức trách ở bang này cấm việc đánh bắt cá mập. Nhưng thay vì giảm các vụ tấn công, lệnh cấm đã được chứng minh là không có hiệu quả. Số người bị cá mập cắn trong vòng vài năm qua cũng chỉ tương đương với trước khi lệnh cấm được thực hiện. Mặc dù việc lặn với cá mập thu hút và có thể làm thay đổi hành vi của một số con vật, việc cho ăn thường xuyên diễn ra dưới nước sâu hơn, cách xa bãi biển và khu bơi lội. Tiến sĩ Eric Ritter và những người khác tin rằng việc thả mồi dụ cá mập là một yếu tố tiềm tàng dẫn đến những cuộc tấn công, nhưng không phải do những người lặn. Khoảng 80-90% là do việc câu cá thể thao. Những gì họ tạo ra là một tình huống rất nguy hiểm xung quanh mình bằng việc câu cá. Cá mập đớp mồi trong khi có người đang ở dưới nước. Cho đến khi chúng ta tìm ra cách để giảm một số thói quen câu cá thể thao,
thì số vụ bị cá mập cắn sẽ vẫn như thế ở Florida. Nếu lệnh cấm được thực thi thì sẽ không xảy ra tai nạn nữa. Ít nhất chúng ta sẽ an toàn hơn. Tôi chắc chắn cảm thấy việc cho cá mập ăn được tổ chức đúng cách là an toàn và nó chắc chắn làm tăng nhận thức về hoàn cảnh của các con vật này và về sự mong manh của chúng. Đó không phải là một kẻ hủy diệt. Đó là một loài vật đã tồn tại trên hành tinh này trong gần nửa tỷ năm và bị đẩy đến bên bờ vực tuyệt chủng trong 20 năm qua. Chúng đang bị xóa sổ nhanh chóng. Nếu bạn loại bỏ cá mập, bạn sẽ biến đại dương thành một hệ thống tự hoại trong thời gian rất ngắn. Đại dương của chúng ta gặp rắc rối. Nếu chúng ta không bảo vệ loài động vật này, thì tất cả chúng ta sẽ thất bại. Và điều đáng buồn là gì? Tôi muốn con tôi được thấy những gì tôi nhìn thấy hôm nay. Bất chấp sức mạnh và kỹ năng săn mồi của chúng, cá mập là loài sinh vật mong manh. Các nỗ lực bảo tồn thường không có sự hỗ trợ hoặc thực thi. Cá mập không dễ thương như cá heo hay to lớn như cá voi. Trong những dịp hiếm hoi, chúng còn giết người. Chúng ta đang dần nhận ra rằng cá mập là thành viên không thể tách rời của chuỗi thức ăn dưới đại dương. Chúng ta đang nhận ra rằng trong khi một con cá mập chết có thể mang lại ít tiền cho ngư dân, một con cá mập sống có thể tạo ra hàng ngàn đô la từ doanh thu du lịch hàng năm. Và tốt nhất là cá mập được phép sống. Có lẽ thợ lặn và các khách du lịch sinh thái khác có thể đóng vai trò then chốt trong việc bảo tồn loài vật này.